Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh nhẹ chân chân của cô gái nhá, và những bông hoa cùng tô màu của mình nhá. Mái tóc mình sẽ tô màu đen. Bông hoa mình sẽ tô màu xanh nước biển.
đây về là mình đã tô màu xong bức tranh hẹn chân dung cô gái xinh đẹp. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào.